Kính chào quý vị tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 18 giờ hôm nay mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật. Thông tin được đăng tải trên trang các báo dinh news.vn, vietnamnet.vn, nhân dân.vn, thanh niên.vn và vietnamnet.vn. Khách quốc tế đến Việt Nam tăng vào cuối năm. Theo Tổng cục Thống kê, 9 tháng đầu năm du lịch Việt Nam đã đón hơn 8,9 triệu lượt khách quốc tế. Nhiều điểm đến như Hà Nội, Quảng Ninh, Hội An, Nha Trang ghi nhận lượng khách tăng vọt. 3 tháng cuối năm là thời điểm du lịch bước vào mùa đón khách quốc tế. Những tín hiệu đáng mừng từ lượng khách đến giúp các doanh nghiệp Việt thêm tự tin vào thị trường du lịch cuối năm. Theo tính toán của Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam, với tình hình khả quan như hiện nay, Việt Nam có thể nâng mục tiêu đón khách du lịch quốc tế lên ít nhất đón 10 đến 12 triệu lượt khách trong năm 2023, mức tăng tương ứng với các nước trong khu vực. Người Việt ưu tiên tìm kiếm điểm du lịch trong nước. Bước vào giai đoạn cuối năm cũng là thời điểm các du khách đột địch lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến du lịch kết thúc năm mới đây google đã công bố xu hướng các điểm du lịch được du khách châu á tìm kiếm nhiều nhất dù không nằm trong top các điểm đến hàng đầu đối với du khách nước ngoài việt nam là nước duy nhất trong khu vực châu á thái bình dương sở hữu nhu cầu du lịch nội địa cao nhất theo thống kê của google bốn điểm đến nội địa là phú quốc đà nẵng thành phố hồ chí minh và hà nội đều lọt vào bảng xếp hạng ở các vị trí dẫn đầu trong top tìm kiếm của người dùng internet việt Bản xếp hạng cũng thể hiện sự quan tâm đáng kể của du khách Việt đối với các thành phố nổi tiếng như Tokyo, Nhật Bản, Sydney Úc hay New York Mỹ. Chỉ số UV ở Nam Bộ ở mức gây hại rất cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày hôm nay 8 tháng 10, Bắc Bộ và Nam Bộ có chỉ số tia cực tím, UV ở mức nguy cơ gây hại cao 5.8 đến 7.4, riêng Cà Mau cùng các tỉnh Trung Bộ ở ngưỡng cao đến rất cao. Theo dự báo, chỉ số UV lúc 12 giờ trưa 8 tháng 10 tại Cà Mau đạt 9.1. UV lớn hơn 8, nguy cơ gây hại rất cao, tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 6.7, Cần Thơ 6.2, nguy cơ gây hại cao. Trong 3 ngày tiếp theo, chỉ số UV cực đại tiềm năng được dự báo sẽ có xu hướng giảm xuống mức trung bình đến cao ở Bắc Bộ và Trung Bộ, 4.0 đến 7.0. Trong khi đó, Nam Bộ duy trì ở ngưỡng cao đến rất cao, 6.0 đến 9.0. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ đang trong mùa mưa, tuy nhiên mưa thường xảy ra vào buổi chiều, tối, trong khi đó, thời điểm buổi trưa có nắng mạnh, chỉ số tia cực tím UV đang duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Người dân nên hạn chế ở ngoài trời vào buổi trưa. Khi có việc cần đi ra ngoài, cần thực hiện các biện pháp bôi kem chống nắng, che chắn cơ thể và đeo kính râm. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới. Nga khởi động đường ống khí đốt tới Kazakhstan và Uzbekistan. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo khởi động đường ống khí đốt dẫn từ Nga tới Kazakhstan và Uzbekistan. Trước đó, Tổng thống Putin vừa có cuộc gặp tại Moscow với Tổng thống Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev Uzbekistan Savkat Mirziyoyev và người đồng cấp Uzbekistan Savkat Mirziyoyev. Tổng thống Putin cho biết giờ đây dòng nhiên liệu xanh từ Nga sẽ được chuyển tới Kazakhstan và một phần trong đó sẽ được chuyển tiếp tới Uzbekistan. Ông nhấn mạnh đây là dự án năng lượng ba bên lớn nhất mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia, góp phần tăng cường an ninh năng lượng của khu vực. Rơi máy bay cỡ nhỏ ở Canada. Ba người thiệt mạng, một vụ rơi máy bay cỡ nhỏ đã xảy ra ở thành phố Chilliwack thuộc tỉnh British Columbia của Canada. Máy bay gặp nạn được xác định là Baybus BA34, xe cơ mẫu máy bay hạng nhẹ hai động cơ, đã rơi xuống đâm vào cây cối và bụi rậm phía sau một nhà nghỉ, gần sân bay địa phương tại Chilliwack cách Vancouver khoảng 100 km về phía đông. Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Canada cho biết đang tiến hành điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ việc khiến cả ba người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm cả phi công. Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết đang thông báo cho người thân nạn nhân. Các quan chức cho biết hiện trường đã được kiểm soát và không có thương tích hay rủi ro nào khác được báo cáo sau vụ việc. Nhiều hãng hàng không quỹ chuyến bay đến Israel. Nhiều hãng hàng không như American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates, Ryanair và Asian Airlines đã thông báo hủy hàng loạt chuyến bay tại sân bay Ben Gurion ở thành phố Tel Aviv của Israel. Với tình hình an ninh hiện tại ở Tel Aviv, lớp than dơ sẽ quỷ tất cả chuyến bay hai chiều từ thành phố này cho tới hết ngày 9 tháng 10. Đại diện hãng hàng không lớp than dơ cho biết, khách hàng được quản hoặc quỷ chuyến bay miễn phí. Đại diện Air France cho biết, đồng thời nói thêm rằng hãng sẽ tạm dừng bay tới Tel Aviv cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, các chuyến bay tới Eilat, sân bay quốc tế thứ hai của Israel và là điểm du lịch trên biển đỏ, vẫn hoạt động. Thưa quý thính giả, Vườn chim Thung Nham nằm trong khu du lịch sinh thái Thung Nham nổi tiếng ở Ninh Bình. Đây là một khu bảo tồn thiên nhiên hiếm có khi gần như giữ nguyên vẻ đẹp nguyên sơ, hoang dã, cánh rừng nhiệt đới, sông nước mênh mông, nơi đất lành chim đậu, cư trú của hàng chục loài chim quý hiếm. Thung Nham cũng là vườn chim tự nhiên lớn nhất miền Bắc Việt Nam. Tại đây, du khách có thể tách mình khỏi cuộc sống vội vã của phố thị phồn hoa, mà hòa mình vào thiên nhiên trong lành của núi rừng, tiếng ríu rít gọi bầy của muôn chim và tiếng vọng từ những vách đá sâu giúp tinh thần chúng ta trở nên thư thái, dễ chịu. Vườn chim thung nham là địa danh nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên thoáng đẳng trên bản đồ du lịch Ninh Bình. Mỗi mùa ở đây đều mang nét đẹp riêng, nên hội cùng chân có thể đến tọa độ này vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, nếu bạn muốn ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của các loài chim chóc, thì mùa thu là thời điểm lý tưởng nhất đấy. Ừ, bởi lúc này thời tiết bắt đầu xe lạnh, các loài chim sẽ bắt đầu đi kiếm ăn hoặc tìm chỗ trú đông sớm hơn. Đặc biệt, theo các tín đồ xây dịch truyền tai nhau, có hai mốc thời gian trong ngày để du khách chim ngưỡng hàng ngàn con chim bay nghiêng, trao lượng rợp trời. Đó là vào lúc sáng sớm khi rời tổ đi kiếm ăn và lúc quang hôn cả đàn chim lũ lượt bay về tổ. Ngoài việc tìm hiểu và ngắm nhìn những loài chim quý hiếm sải cánh, trao luyện trên bầu trời, du khách còn có thể quà mình vào thiên nhiên, quên đi hết ưu phiền với những điểm gợi ý dưới đây. Đồng vái dời Đồng vái dời rộng khoảng 5 000 m vuông và nằm tận trên cao. Điều ấn tượng của động khiến du khách thích thú chính là chứa rất nhiều măng nhũ đá chia thành ba phần trần gian, địa ngục và thiên đường. Đồng vái dời là điểm đến khác ở vườn chim thung nham, được mệnh danh là chốn bồng lai tiên cảnh, Hang Bục, đây là hang đá tự nhiên dài tận 500 mét, được hình thành từ các thạch đá có hình dáng giống ông Bục đang ngồi bên dòng sông. Thưa quý thính giả, Mijas ngôi làng màu trắng mang đậm nét truyền thống của địa Trung Hải là một điểm đến thuộc Malaga. Nơi đây là địa điểm du lịch Tây Ban Nha hấp dẫn du khách nhờ màu tường được sơn hoàn toàn bằng màu trắng tinh khôi. Tây Ban Nha vào mùa hè khá nóng bức nhưng khí hậu ở Mijas lại khá mát mẻ. Thị trấn này tựa như thành phố Đà Lạt với đường dốc quanh co và không gian yên bình. Mọi người được thư giãn nhẹ nhàng trong khung cảnh thiên nhiên pha lẫn lối kiến trúc thơ mộng và không kém phần lãng mạn. Những ngôi nhà màu trắng có nét kiến trúc tiêu biểu của người Hồi giáo xa xưa cách đây khoảng 500 năm và nay được người Tây Ban Nha học hỏi, mô phỏng theo tạo nên nền văn hóa đa dạng. Từ trên pháo đài cổ, nhìn qua viễn vọng kính, du khách có thể nhìn thấy rõ phía trước mặt là Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, cách nhau qua eo biển Di Bờ Tờ. Từ trên độ cao này, nổi bật theo đường ven bờ biển là những biệt thự đắt tiền. Đi dạo một vòng thị trấn, Du khách được chiêm ngưỡng một số di tích từ thời kỳ La Mã còn được bảo tồn cho tới giờ, đó là những ngôi nhà thờ giản dị, nhỏ bé và cổ kính. Bên cạnh đó là phong cách trang trí nhà cửa, lối đi với nhiều cây xanh và hoa của người dân địa phương giúp tô điểm không gian thiên nhiên ở đây thêm xinh đẹp. Bạn cũng có thể ngồi lại trên đồi cao gần ngôi nhà thờ cổ, chung quanh là bóng mát của cây xanh cùng qua cảnh mộc mạc. Ngôi làng trắng Mijas của xứ Bò Tót khiến cho du khách có cảm giác bình an thư thái tận hưởng mọi thứ như trong thế giới cổ tích và như để níu kéo giây phút đáng yêu nên thơ hiếm hoi này quý vị thân mến. Bản tin trợ lý ảo điểm báo hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 6 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2023. Thân mến chào tạm biệt.